Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là cài đặt nháy đèn flash khi có cuộc gọi đến hoặc là có thông báo đến nhé. Đó thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải vào cho mình cửa hàng Play. Sau đó là các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa, đây các bạn bấm vào ô tìm kiếm này. Sau đó là các bạn gõ cho mình cái từ khóa đó là nháy đèn flash cuộc gọi này. Đó thì ở đây có khá nhiều các ứng dụng có cái chức năng này nhé. Nhưng mà mình thấy có một cái ứng dụng này thì khá là đơn giản và nó sẽ ít quảng cáo nhé. Đó, hoặc là các bạn có thể là cài đặt cái ứng dụng nháy đèn flash của Flash 3 này. Đó, của Flash 3 software này cũng được nhé. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ cài đặt cái ứng dụng đó là nháy đèn flash khi có cuộc gọi của nhà phát triển Flash Team nhé. Đó, đây cái biểu tượng của nó như này này. Đó, mình sẽ chọn vào này. Sau đó là mình sẽ chọn vào là cài đặt này. Rồi ở đây thì mình sẽ bấm là mở luôn này. Rồi đây nó báo là cho phép cái ứng dụng này chụp ảnh và quay video. Thì các bạn cứ bấm cho mình vào là trong khi dùng ứng dụng này. Ở đây thì nó yêu cầu cái quyền là thực hiện và quản lý cuộc gọi điện thoại. Thì các bạn cứ bấm là cho phép nhé. Đó. Rồi ở đây các bạn để ý nhé. Cái giao diện của nó thì khá là dễ sử dụng. Nếu mà các bạn muốn nháy đèn flash khi mà có cuộc gọi đến thì các bạn sẽ bật cho mình mặc định thì nó đã bật lên như thế này rồi nhé. Còn nếu mà các bạn muốn nháy đèn flash khi mà có thông báo tin nhắn của các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội, ví dụ như là Facebook, Zalo, Telegram hay là WhatsApp đấy, thì các bạn sẽ bật cho mình cái nút này lên nhé. Đó, các bạn bật cho mình lên này. Sau đó ở đây nó yêu cầu là thông báo của thiết bị và ứng dụng này. Các bạn cần phải cấp quyền cho nó nhé. Các bạn chọn cho mình vào cái ứng dụng là nháy đèn flash này. Sau đó là các bạn sẽ cấp quyền cho nó này. Các bạn cho phép này. Đó, rồi các bạn sẽ quay trở ra này. Các bạn quay trở ra này. Đây các bạn sẽ chọn cho mình vào phía trên đây nhé. Ở phía dưới đây nó là quảng cáo. Thì các bạn sẽ bấm cho mình vào là tiếp tục đến ứng dụng này. Nháy đèn flash này. Đó. Giờ các bạn sẽ chọn lại một lần nữa này. Nháy đèn flash khi có thông báo này. Các bạn chờ nhé. Quảng cáo này của nó thì cũng khá là ít thôi. Nó chỉ có vài giây thôi. Nó có những cái ứng dụng thì quảng cáo của nó khá là lâu. Đây các bạn sẽ bấm cho mình vào cái chỗ. Đây. Bấm vào cái. Rồi ví dụ ở đây các bạn muốn nhận thông báo, muốn nháy đèn flash khi có thông báo từ ứng dụng nào thì các bạn sẽ chọn cho mình vào ứng dụng đó nhé. Ví dụ ở đây mình muốn nháy đèn flash khi có thông báo của Facebook này, của tin nhắn này, của WhatsApp, của Zalo, của chẳng hạn của Messenger nữa nhé. Đó thì đây các bạn sẽ chọn cho mình vào Messenger này. Các bạn có thể là bấm vào cái ô tìm kiếm này, sau đó là các bạn gõ cái từ khóa đó là Messenger thì nó sẽ nhanh hơn nhé. Đó, sau đó là các bạn chọn vào cho mình. Rồi. Ở đây thì các bạn có thể là cấu hình để chuông này, rung này hoặc là im lặng này. Các bạn cứ để mặc định thôi cũng được. Còn ở đây tắt đèn flash khi pin yếu. Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cái ngưỡng pin này nhé. Ví dụ như là dưới 5% này thì nó sẽ không nháy đèn. Đó, các bạn hoàn toàn có thể là chọn vào đây sau đó là thay đổi cái ngưỡng. Ví dụ là dưới 20% thì không nháy đèn chẳng hạn này. Đó, các bạn chọn là new này. Rồi ở đây các bạn cũng hoàn toàn có thể là đặt cái khoảng thời gian khi mà có cuộc gọi đến thì nó nháy đèn nhé. Còn ngoài cái khoảng thời gian mà các bạn đặt đây thì nó sẽ không nháy đèn nhé. Ví dụ các bạn có thể là đặt cái khoảng thời gian đó. Ví dụ ở đây mình có thể là đặt khoảng thời gian bắt đầu là từ 6 giờ sáng chẳng hạn. Đó. Đến trong cái giờ làm việc chẳng hạn 6 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều chẳng hạn. Đó, cho đến 6 giờ chiều đi. Tức là 18 giờ chiều đấy. Thì trong cái khoảng thời gian này nếu mà có cuộc gọi đến thì nó sẽ nháy đèn nhé. Còn ngoài cái khoảng thời gian ví dụ như là tầm 19 giờ đấy thì kể cả có cuộc gọi đến thì nó cũng sẽ không nháy đèn nhé. Đó, tùy theo các bạn thôi. Nếu mà các bạn muốn lúc nào nó cũng nháy đèn đấy thì các bạn hoàn toàn có thể là bỏ. Các bạn có thể là tắt cái khoảng thời gian này đi. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ thực hiện một cái cuộc gọi đến để mình coi nó hoạt động như nào nhé. Đây mình sẽ lấy một con điện thoại khác mình gọi sang nhé. Rồi, mình sẽ thực hiện cuộc gọi này. Đấy, các bạn để ý nhé. Và đây là cuộc gọi đến này. Và cuộc gọi đến nhé. Rồi, mình sẽ quay trở lại đằng sau này. Đó, đây các bạn để ý nhé. Đèn nó nháy này. Đó, ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử với một cái tin nhắn gửi đến nhé. Coi sao. Ví dụ ở đây mình sẽ nhắn tin qua Messenger chẳng hạn. Vừa nãy thì mình cũng đã cài đặt Messenger ở trong cái ứng dụng nháy đèn flash này rồi nhé. Đó. Rồi mình sẽ nhắn tin qua Messenger chẳng hạn này.
Đó đây các bạn để ý nhá, nó vừa thấy mình thấy có nháy đèn rồi này. Đó. Rồi mình sẽ nháy lại, nhắn lại nhé. Đấy các bạn để ý nhá. Mỗi khi mà có cái tin nhắn đến thì nó cũng nháy đèn này. Đó, tùy theo các bạn cài đặt ở trong vừa nãy các bạn cài đặt là chọn ứng dụng nào ở trong cái mục đây nhá các bạn để ý, kể cả cái quảng cáo này thì khi các bạn bấm vào đây thì cũng vào được luôn này. Đó. Do chúng ta cài đặt ở đây nó chỉ có vài giây thôi. Đó, các bạn bấm cho mình vào cái tam giác này nhé. Sau đó là bấm vào cái dấu nhân này để tắt quảng cáo đi. Đó, do chúng ta cài đặt ở trong đây thôi. Ở đây thì mình đã chọn nháy đèn khi có những thông báo của những cái ứng dụng mà mình đã chọn này. Đó. Nếu mà các bạn không muốn thì các bạn có thể mà bỏ chọn đi. Đó. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là cài đặt nháy đèn flash khi mà có cuộc gọi đến hoặc là có cái thông báo đến thành công rồi nhá. Mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.